Đây là vệ sĩ của nhà, đây là vệ sĩ của nhà ông Diêm. Vệ sĩ nhà ông Diêm mày ghê gớm quá. Về sao mới thích ăn không? Cả nhà mình ơi, hôm nay mình đến nhà ông Diêm ở Thái Bình. Ông có một cái cây nghệ độc này chữa bệnh dạ dày rất tốt. Ông ơi, cây nghệ này nó khác với cây nghệ kia ở cái chỗ nào? Khác đấy, củ to như thế này mà. Củ nó to. Nó chỉ có một củ là xuống dưới là đẻ ra. Một củ nó to như cái củ khoai này. Ừ, đấy củ. Nó bằng cái cổ tay luôn. Ừ, bằng đây này. Đâu bằng đâu? Củ bằng đây. Nếu mà nó to bằng đấy. Nó chỉ có một củ thôi. Nó chỉ có một củ. Ừ, nghệ này hay nhỉ? Đây là gọi là nghệ độc. Nghệ gọi cây nghệ độc. Nghệ độc là chữa bệnh dạ dày. Nhưng mà bình thường có kho cá đâu? Kho thì cũng cái lá này đấy, chỉ ngửi trong cái lá này vẫn thơm như nghệ kia. Thơm như nghệ kia. Ừ, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà củ nó lại tốt hơn. Chỉ có một củ, một cây chỉ có một củ thôi. Cây chỉ có một củ. Hay như nó đẻ nhánh rồi vẫn đẻ củ dưới vẫn là có giống. Ra làm giống. Hay nhỉ. Cái nghệ này củ to thật đấy, như kiểu củ khoai khoai. Đây giờ nên là còn củ bé. Mà nha, cái củ này rất là giống củ khoai sọ cơ. Đúng rồi. Nhìn y củ khoai sọ luôn này. To thế này cơ mà. Thôi rồi, biết thế đó. Có đào luôn không? Không. Thế thôi rồi.